chờ thức giấc thì Giê-xu đến bên con, nhẹ nhàng đặt tay cho ôm lấy, hơi ấm tràn ngập tim con, lòng con thấy ấm áp sức sống. Là kinh thánh cho con từng ngày, được vui thoa vai cha luôn, Chúa yêu thương con. Từng ngày con đây con sự sống, chẳng phải con sống cho con, mà là Giê-xu đang vui sống, Thiên Chúa đang ngự trong con. Đời con đây xin theo Giê-xu, nguyện xin vác tham gia theo Ngài, nguyện đồng sống đồng chết với Cha từ ngày hôm nay. Huyết Giê-xu Ngài tan rơi, đổ ra để chuộc thân con. Tháng ngày lạc lõng hư vọng, trong chốn nô tội.